love you 3000. Người ta bảo là lỡ ngớ với huy chương là có thật đấy. Tôi múc 4 cái em này là chỉ vì nó xinh thôi chứ chẳng vì cái gì cả. Thế mà các bà có biết là 4 cái em này thơm dã man luôn ấy. Các bà thấy cái chai cách này trong lấp lánh Noel chưa? Cái này mùi rất là ngọt luôn, mùi thơm kiểu kem sữa. Còn cái em fruit này là hương hoa nhưng cũng rất là ngọt. Công nhận là mấy cái em này bao bì lấp lánh xinh thật đấy. Chai này thì tên là Candy Baby nhưng mà mùi lại vị trái cây. Mình thấy cái em tím lịm này là đỡ ngọt nhất. Nó thoang thoảng cái mùi giống như là Cento 33 của Lelabo ấy, mùi kẹo thơm thơm. Chung là mấy bà nào mà thích mấy cái mùi ngọt ngào giống tôi thì nên múc nha. Nếu bạn đang hay đi tìm một dòng nước hoa giá rẻ nhưng lại sai xịn mịn thì hãy xem hết video này của mình nhé. Dạo gần đây mình thấy Cô Để Cô là một thương hiệu nước hoa local brand khá là nổi tiếng của Việt Nam nên là mình đã quyết định mua thử một em xem sao nhá. Mình thật sự rất là thích cách gói hàng ở đây và shop còn tặng thêm cả tất luôn nè. Mình thấy các mùi hương khác đã được review khá nhiều nên là mình không mua nữa mà mình chọn mùi Coco W nha. Hương đầu của mùi này mình thấy rất là quý phái, thích hợp cho các bạn đi hẹn hò. Đến hương giữa thì mình lại cảm thấy nó khá là tươi mát. Và với hình thức nhỏ gọn như thế này thì mình nghĩ là mang đi đâu cũng sẽ rất là tiện. Các cậu mà chọn em này làm quà 20 tháng 10 thì ý nghĩa lắm. Nói là lâu lắm rồi thì mình mới lại mua quần ống loe. Cũng bởi vì dáng tôi hơi đùi ếch một tí nên là cứ bị tự ti khi mặc quần ấy. Nhưng mà lần này may ghê, lượn tới lượn lui thì cũng được một shop bán cái màu quần ưng quá, chất liệu cứng cáp mặc lên dáng phong chuẩn luôn. Đặc biệt là mặc em này với áo sơ mi thôi là ra đúng style Hàn rồi đấy. Mình cao 1m55, mặc size 27 là vừa xinh luôn nha. Hôm nay mình có 3 chiếc quần bò cực kỳ xinh luôn. Đầu tiên là một em xám chì. Ta-da! Lần nào mua quần đây mình cũng rất là yên tâm. Số đo của quần lúc nào cũng cực kỳ chuẩn. Phần eo thì ôm sát và phần mông phần hông thì rất là thoải mái. Hách chân dài đỉnh dã man đấy. Thứ hai là bộ em quần có thiết kế cực kỳ đặc biệt. Phần đằng trước của em nó vẫn sẽ là một chiếc quần rộng bình thường nhưng mấy bà hãy nhìn đằng sau đi. Quần này mà mang đi cua dai thì bao dính đấy. Cuối cùng là một em màu xanh nhạt. Giống hai em trước thì em này chất vải cũng vô cùng dày dặn. Thiết kế cạp chéo làm hách cái eo nhỏ hơn đấy. Nhưng vẫn như thường lệ, tôi vẫn thích phối áo phông với quần, vừa thoải mái mà lại rất xinh nhé. Thích hoa được dập nổi và phần nơ bắn to ở cặp quần. Mà nếu như mọi người không thích thắt nơ ở đằng trước như mình thì có thể thắt ở đằng sau cũng được nha. Điểm mà mình thích nhất thì là cái độ bồng của em quần này. Mặc lên nhìn chung xinh lắm luôn ý. Mà còn tạo cho mình cảm giác ở chân to hơn rất là nhiều luôn. Mình cao 1m65, 48kg và đang mặc size S nha. Baby you should fall.
Cause when you're in love, you don't mind a different view. Things are looking up. So please don't break my heart.